Hello anh em và mọi người. Ok, chào mừng anh em và mọi người đã trở lại với cả con game đó chính là game Sunwin nha các bạn nha. Với số vốn là 12 củ thì hôm nay mình sẽ lên chơi với cả anh em và mọi người trong game Sunwin này. Các bạn có thể nhìn thấy là một cái cầu nó khá là khuôn khi mà đang là 414. Cầu nó đang là 414 nhá. Thì không biết là tay này nó có đi khuôn tiếp không. Thì tôi sẽ phải đợi đấy anh em. Đợi xem cái cầu này nó có đéo 414 nữa rồi. Tay này có thể chắc tôi sẽ làm tay xỉu nhẹ nhàng đi. Vãi cả ông nào nhắn tin cho tôi đây. Ông nào nhắn tin cho tôi là. Cho em vào nhóm, anh đang đứng top kìa. Đéo hiểu là top gì luôn. Tôi có đứng top bao giờ đâu. Vãi cả Minh Phương mất nick nữa sao? Phang luôn một tay xỉu đi đang khuôn rồi hả các bạn ơi? Tôi không ưa mấy cái thằng mà cứ hay nhắn tin kiểu bảo vào nhóm nghe nhiều khi là thấy nó bịp anh em. Nhiều khi là các bố ấy bịp vãi luôn. Nhiều khi bịp lắm. Khuôn rồi nhưng không biết là có khuôn nữa hay không. Nhiều khi kiểu bọn nó cứ xin vào nhóm bừa anh em. Xong là vào địt con mẹ mà lừa đảo anh em. Tải cái lọ, lấy cái kia. Tôi mới ghét cái kiểu đấy lắm. Thì chính vì mình ghét cái kiểu đấy cho nên là mình ấy luôn anh em. Mình từ chối cho vào nhóm luôn. Các bạn mà xin vào nhóm nó cũng phải nhìn, nó phải ví dụ như là ở bố nào mà có xin vào nhóm thật nghe kiểu đấy biết ngay.
phố Lào mà xin kiểu bịp bợm ấy. Nghe hiểu liền. Ok chưa các bạn ơi? Tôi đã nghi là nó sẽ gãy cầu mà tay này mình sẽ theo xỉu luôn này, cầu cầu 11 luôn nhá, bắt quả cầu 11 4 củ. Đấy. Ok chưa các bạn? Được chưa? Húp xỉu luôn nha anh em nhé. Húp xỉu luôn. Húp xỉu luôn. Ok, x2 luôn. Thì bây giờ mình sẽ dừng cái video tại đây thôi anh em ơi. Như mình đã chia sẻ với anh em và mọi người rồi, link tải game thì mình có để ở phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận cho anh em và mọi người có thể đăng ký và tải game rồi. Hẹn gặp lại anh em và mọi người sau. Chúc các bạn thật nhiều may mắn, đánh đâu thắng đấy nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em và mọi người. À anh em đừng quên là có một số cái link game khá là ok uy tín thì mình có để cho anh em và mọi người để tải vậy rồi. Hẹn gặp lại các bạn sau nha. Bye bye.